phật tượng trưng tánh đức tự tánh vốn có bồ tát tượng trưng tu đức nếu tôi không siêng năng tu hành tôi không trở về được bổn vị tu là gì tu là tu chánh tu hành hành là gì hành là hành vi hành vi của chúng ta sai nhất định phải cải chánh lại Tiêu chuẩn chính là kinh luật luận Những gì Đức Phật dạy trong 49 năm Đó là tiêu chuẩn Kinh luận là tu chánh tư tưởng hành vi của chúng ta Tư tưởng kiến giải chúng ta là chánh hay tà Phải dùng kinh luận làm tiêu chuẩn giới luật những giới điều này là miệng của chúng ta là thân của chúng ta là hành vi của thân khẩu chúng ta nói chuyện có nói sai hay không động tác chúng ta có sai lầm chăng đó là giới luật cho nên giới luật là tiêu chuẩn tu chánh hành vi thân khẩu kinh luận là tiêu chuẩn tu chánh hành vi tư tưởng phải hiểu được dụng ý của nó trong phật pháp chúng ta thật sự thấu triệt được hành vi đoan chánh đối với lợi ích hiện tiền của chính mình chính là những gì thầy phương đông mỹ nói trong đời này Quý vị đã hưởng thụ cao nhất của nhân sinh Hưởng thụ cao nhất của nhân sinh là gì? Sinh hoạt tinh thần Quý vị sống cuộc sống của chư Phật Bồ Tát Quý vị có thể đạt đến trình độ này Tâm thanh tịnh tiết dục không có phiền não không có lo lắng không vướng bận hiện nay gọi là không có áp lực thân tâm quý vị không có bệnh hoạn mạnh khỏe trường thọ vô cùng an vui đây là hạnh phúc mỹ mãn chân thật hạnh phúc mỹ mãn không phải địa vị cao không phải sở hữu bao nhiêu tài sản không liên quan đến những điều này chúng ta thấy người có địa vị cao cũng thấy người sở hữu dạng ức của cải nhưng cuộc sống họ không hạnh phúc họ không an vui như tôi không tự tại như tôi nhân sinh an vui tự tại không hề liên quan đến địa vị hay của cải